7 giờ 40 phút, sáng ngày 6 tháng 11, chuyến tàu đầu tiên chính thức lăn bánh từ ga Cát Linh đi ga Hà Đông với thời gian khoảng 25 phút cho quãng đường 13,5 km. Trong 15 ngày đầu, tuyến đường sắt sẽ phục vụ miễn phí để hành khách làm quen với tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của Hà Nội và Việt Nam. Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, hàng trăm hành khách, chủ yếu là người già, trẻ em đi tham quan tuyến Metro đầu tiên trên cả nước. Đại diện Hà Nội Metro cho biết trong 6 tháng đầu, giờ mở tuyến là 5 giờ 30 phút đến 22 giờ. Một tuần đầu, các đoàn tàu chạy với tần suất 15 phút một chuyến, tuần thứ hai chạy 10 phút một chuyến. Nếu khách đông, Hà Nội Metro sẽ lập tức điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu. Sau 6 tháng, giờ hoạt động của tàu sẽ tăng lên từ 5 giờ 30 phút đến 22 giờ 30 phút. Dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt đầu tư vào tháng 10 năm 2008 với tổng mức đầu tư hơn 8.700 tỷ đồng. Quá trình thực hiện, dự án đội vốn lên hơn 18.000 tỷ đồng. Dự án đã nhiều lần lùi hẹn bàn giao, vận hành –